Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn các bạn đến với chương trình Culture Podcast, tổng hợp tin tức nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và thế giới trong tuần qua do Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa các bạn, hiện đã có hơn 2 triệu ca tử vong liên quan đến coronavirus trên toàn thế giới và trên 94.5 triệu ca nhiễm. CDC Hoa Kỳ cảnh báo rằng biến thể virus mới có thể tạo ra một sự gia tăng đột biến trong các trường hợp. Các bệnh viện trên khắp nước Anh đang căng thẳng với các bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế đang ở mức suy sụp và số người chết đang tăng vọt. Tại Brazil, tình trạng thiếu bình dưỡng khí ở bang Amazonas, miền Bắc nước này đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe đến bờ vực sụp đổ trong tuần này khi các bệnh viện từ chối người bệnh và các quan chức tranh nhau vận chuyển bệnh nhân coronavirus nặng đến các bang khác. Pháp tăng cường kiểm soát biên giới và mở rộng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để kiểm soát coronavirus và các nhà chức trách cảnh báo rằng những hạn chế mới có thể xảy ra trong những ngày tới nếu dịch bệnh xấu đi. Khi các trường hợp gia tăng ở Nhật Bản, kế hoạch cho Thế vận hội Olympic Tokyo đã bị trì hoãn ngày càng trở nên không chắc chắn. Trung Quốc đang trải qua đợt gia tăng virus tồi tệ nhất kể từ mùa hè, buộc hơn 22 triệu người phải dưới lệnh khóa cửa. Tất cả 50 bang của Mỹ trong tình trạng báo động về các cuộc biểu tình có vũ trang trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Trong một tin truyền cảm hứng, một nhân viên phục vụ quán ăn ở Florida đã sử dụng một ghi chú bí mật để cứu một cậu bé khỏi sự tra tấn của gia đình và hành động anh hùng của cô ấy đang lan truyền trên mạng xã hội và truyền cảm hứng. Cùng với một số tin tức đáng chú ý trong tuần qua như sau. Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ sử dụng các hành động điều hành để khôi phục các chính sách của Tổng thống Trump vào ngày đầu tiên nhậm chức. Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine, Na Uy cảnh báo về tác dụng phụ của tiêm chủng, tử vong ở một số bệnh nhân trên 80 tuổi. Công việc nào ở Canada có nhu cầu tăng nhanh nhất vào năm 2021? Gần 40 chuyến bay với các trường hợp COVID-19 được xác nhận đã đến Canada kể từ khi có yêu cầu xét nghiệm âm tính mới. Thủ tướng Trudeau kêu gọi mặt trận thống nhất chống lại sự giam giữ của Trung Quốc, cho biết tất cả các quốc gia đều dễ bị tổn thương. Chính phủ Canada tiết lộ các ưu tiên nhập cư mới. Việt Nam lạnh kỷ lục tại miền Nam, miền Bắc, nhiều nơi có mưa tuyết. Việt Nam tăng 7 bậc trên bản đồ ung thư thế giới. Hoa Kỳ xem tiền tệ Việt Nam là một cản trở nhưng chưa có kế hoạch áp dụng thuế trừng phạt. Các lệnh phong tỏa trong năm 2021 đe dọa làm chậm phục hồi kinh tế toàn cầu vào quý 1. Các nhóm kinh doanh thực phẩm cảnh báo việc Brexit làm tăng chi phí chuỗi cung ứng. Sau đây là bản tin chi tiết. Tất cả 50 bang của Hoa Kỳ đang trong tình trạng báo động về các cuộc biểu tình có vũ trang trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tất cả 50 bang của Hoa Kỳ và Washington DC đang trong tình trạng báo động về các cuộc biểu tình bạo lực có thể xảy ra vào cuối tuần này trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào thứ Tư. Lực lượng vệ binh quốc gia đã được cử hàng loạt tới Washington DC để ngăn chặn bất kỳ cuộc bạo loạn chết người nào lặp lại vào tuần trước. FBI đã cảnh báo về các cuộc tuần hành vũ trang có thể xảy ra bởi những người ủng hộ Tổng thống Trump tại tất cả 50 thủ đô của các bang. Phần lớn thủ đô Washington DC sẽ bị đóng cửa trước lễ nhậm chức hôm thứ Tư với quân đội vệ binh quốc gia triển khai hàng nghìn người. Nhiều đường phố, một số dặm từ Capitol, nơi diễn ra cuộc bạo loạn chết người vào ngày 6 tháng Giêng, đã bị ngăn chặn với hàng rào bê tông và hàng rào bằng kim loại. National Mall, nơi thường có hàng nghìn người cho buổi nhậm chức, đã bị đóng cửa theo yêu cầu của Sở Mật vụ, cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống. Nhóm của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã yêu cầu người Mỹ tránh đến thủ đô của quốc gia để dự lễ nhậm chức vì đại dịch COVID-19. Các quan chức địa phương cho biết mọi người nên theo dõi sự kiện từ xa. Ngày Chủ nhật 17 tháng 1 dự kiến cũng sẽ là một trọng tâm đặc biệt cho các cuộc biểu tình sau các bài đăng ủng hộ Tổng thống Trump và các mạng trực tuyến cực hữu đã kêu gọi biểu tình vũ trang vào ngày đó. Các biện pháp an ninh cứng rắn diễn ra sau một tuần, trong đó Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần. Hiện ông phải đối mặt với một phiên tòa ở Thượng viện với tội danh kích động nổi dậy có liên quan đến việc các nhóm ủng hộ ông đã gây bão ở Điện Capitol, Hoa Kỳ. Họ đã làm như vậy để ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống. Hàng chục vụ bắt giữ đã được thực hiện liên quan đến vụ tấn công vào tòa nhà Capitol.
Các bang trên toàn quốc cũng đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa, từ việc dựng phòng vệ các cửa sổ thủ đô cho đến từ chối cấp phép cho các cuộc biểu tình. Các thống đốc của bang Maryland, New Mexico và Utah đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước các cuộc biểu tình có thể xảy ra tại cơ quan lập pháp của họ. Trong khi đó, thì California, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington và Wisconsin nằm trong số những bang kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia của họ, và Texas sẽ đóng cửa thủ phủ của bang từ thứ Bảy cho đến sau ngày nhậm chức. Theo Giám đốc Sở An toàn Công cộng Texas, thông tin tình báo cho rằng những kẻ cực đoan bạo lực có thể xâm nhập vào các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch ở đó để thực hiện các hành vi phạm tội. Các nhà phân tích tin rằng các tiểu bang mà đã chứng kiến các cuộc chiến tranh cử đặc biệt có nhiều nguy cơ bạo lực nhất. Một trong số đó là bang Michigan đã dựng một hàng rào dài 6 feet xung quanh thủ đô của nó ở Lansing. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng những người chọn biểu tình tại thủ đô của chúng tôi sẽ làm điều đó một cách hòa bình. Giám đốc cảnh sát của bang Joe Gasper cho biết hôm thứ Sáu, ông nói thêm rằng tòa nhà sẽ có sự hiện diện của cảnh sát ít nhất là đến giữa tháng 2. Vào tháng 10, 6 người đàn ông đã bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu bắt cóc và lật đổ thống đốc Michigan, Gretchen Whitmer, một đảng viên đảng Dân Chủ. Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã lên kế hoạch tập hợp khoảng 200 người đàn ông để xông vào tòa nhà thủ đô và bắt giữ con tin. Theo BBC đưa tin vào ngày 16 tháng 1, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tiết lộ gói kích thích cứu trợ coronavirus trị giá 1.9 nghìn tỷ đô la. Ông Joe Biden đã công bố một đề xuất cứu trợ coronavirus trị giá 1.9 nghìn tỷ đô la nhằm mục đích khẩn cấp chống lại đại dịch và khủng hoảng kinh tế mà nó đã gây ra. Khi Hoa Kỳ đối mặt với giai đoạn chết chóc nhất của đại dịch, ông Biden đã mô tả thời điểm này là một cuộc khủng hoảng của nỗi đau khổ sâu sắc của con người. The Guardian đưa tin vào ngày 15 tháng 1. Kế hoạch đầy tham vọng, rộng lớn bao gồm 160 tỷ đô la để tăng cường các nỗ lực tiêm chủng và xét nghiệm, cũng như các chương trình y tế khác, và 350 tỷ đô la cho chính quyền địa phương và tiểu bang, cũng như 1.000 tỷ đô la cứu trợ cho các gia đình thông qua thanh toán trực tiếp và bảo hiểm thất nghiệp. Chi tiết về gói viện trợ đã được nhóm chuyển tiếp của ông Biden công bố vào thứ Năm. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ bảo đảm thêm 1.400 đô la cộng vào 600 đô la tiền thanh toán trực tiếp cho các cá nhân mà Quốc hội đã phê duyệt gần đây nhất. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc cứu trợ, tổng cộng 2.000 đô la cho những người cần nó nhất, ông Biden nói. Bảo hiểm thất nghiệp bổ sung cũng sẽ tăng lên 400 đô la một tuần từ 300 đô la một tuần và sẽ được gia hạn đến tháng 9. Ông Biden thực hiện lời hứa rằng ông sẽ đưa người Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng coronavirus và gần đây đã cam kết tăng cường các nỗ lực tiêm chủng và giám sát việc quản lý 100 triệu mũi tiêm COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên của ông. Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng sẽ sử dụng các hành động điều hành để khôi phục các chính sách của Tổng thống Trump vào ngày đầu tiên nhậm chức. Các kế hoạch bao gồm chấm dứt lệnh cấm đi lại đối với một số quốc gia, đa số theo đạo Hồi, tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris. Trong những giờ đầu tiên làm Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden có kế hoạch thực hiện hành động hành pháp để khôi phục một số quyết định gây tranh cãi nhất của người tiền nhiệm và giải quyết đại dịch coronavirus đang hoành hành, tham mưu trưởng sắp tới của ông cho biết hôm thứ Bảy. Trong số các hành động, ông Biden sẽ đưa Mỹ trở lại Hiệp định Khí hậu Paris, Hiệp ước toàn cầu về cắt giảm lượng khí thải carbon. Ông sẽ bãi bỏ lệnh cấm du lịch gây tranh cãi đối với danh sách các quốc gia đa số theo đạo Hồi. Ông sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khu vực liên bang và khi đi giữa các tiểu bang. Các hành động khác bao gồm việc kéo dài thời gian tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên và các hành động nhằm ngăn chặn việc trục xuất và tịch thu nhà đối với những người đang gặp khó khăn trong đại dịch. Và theo CBC News, chỉ thị mua hàng Mỹ có thể ảnh hưởng đến Canada. Trong số các biện pháp đã được thực hiện trong những ngày đầu tiên ông Biden nắm quyền. Trong số các biện pháp sẽ được thực hiện trong những ngày đầu tiên ông Biden nắm quyền sẽ bao gồm việc chỉ đạo chính phủ ưu tiên hàng hóa do Mỹ sản xuất khi họ mua hàng, một điểm hiếm hoi đồng tình với chính sách của Tổng thống Trump. Các điều khoản mua hàng Mỹ này có thể ảnh hưởng đến các quốc gia như Canada. Kirsten Hillman, đại sứ Canada tại Hoa Kỳ, vào tháng 12 nói rằng nhóm của bà ấy đang chuẩn bị nói chuyện chính thức với chính quyền ông Biden sau lễ nhậm chức. Hillman cho biết nhóm của bà sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự như những gì họ đã làm khi đàm phán lại NAFTA bằng cách nhấn mạnh mức độ thương mại dựa trên quy tắc có thể dự đoán được vì lợi ích của người Mỹ.
Bà cho biết họ cũng có kế hoạch sử dụng các bài học từ đại dịch COVID-19 để cải thiện cách kết nối thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt là đối với chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu. Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19. Tính đến sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 1, theo công cụ theo dõi số ca nhiễm COVID-19 của Đại học Johns Hopkins, hơn 94.7 triệu trường hợp COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Với hơn 52.1 triệu trường hợp được coi là đã hồi phục, số ca tử vong trên toàn cầu đã vượt hơn 2 triệu người. Khi các chương trình tiêm chủng bắt đầu triển khai ở nhiều nước, thế giới có một tia hy vọng trước tình hình đại dịch ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù có thể sẽ mất nhiều năm để tất cả mọi người được tiêm chủng, số người chết đang tăng nhanh hơn bao giờ hết, trong khi phải mất 8 tháng để thế giới ghi nhận 1 triệu trường hợp tử vong do COVID-19, thì 1 triệu thứ hai đến sau chưa đầy 4 tháng. Một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển, Indonesia, Israel và Nhật Bản đã ghi nhận những ngày chết chóc nhất của đại dịch trong tuần qua. Số ca trên toàn cầu đang nhanh chóng trên đường lên tới con số 100 triệu. Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, tiếp theo lần lượt là Brazil, Ấn Độ và Mexico với số ca tử vong cao nhất thế giới. 52 quốc gia châu Âu bao gồm cả Nga và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về số ca nhiễm với tổng số trên 30 triệu ca nhiễm. Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu là Nga với trên 3.5 triệu trường hợp mắc, Anh Quốc với trên 3.4 triệu ca, Pháp với hơn 2.8 triệu ca nhiễm, và Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Tây Ban Nha và Đức cũng đã vượt 2 triệu ca nhiễm. Tiếp theo châu Âu là Mỹ và Canada đã ghi nhận trên 24 triệu trường hợp. Trong đó, Hoa Kỳ có hơn 23.7 trường hợp. Châu Mỹ Latin và Caribbean có 17 triệu ca nhiễm. Trong khi đó, thì châu Á với trên 14.4 triệu ca nhiễm, Trung Đông trên 4 triệu ca nhiễm, châu Phi trên 3 triệu ca nhiễm và châu Đại Dương với trên 31.000 ca. Châu Âu và Bắc Mỹ là những khu vực có số ca mắc bệnh hàng ngày cao nhất. Tuần trước, mỗi khu vực trong số hai khu vực này đăng ký trung bình khoảng 260.000 ca bệnh mới mỗi ngày. Tổng số ca mắc mới trên toàn cầu là khoảng 730.000 người mỗi ngày. Trong số các quốc gia có số ca mắc tăng nhanh, Tây Ban Nha đã tăng 168% trong 7 ngày qua so với tuần trước, với thêm trên 193.000 ca nhiễm mới. Tiếp theo là Bồ Đào Nha, nơi có mức tăng 49%, thêm 60.000 người nhiễm bệnh trong tuần qua. Châu Âu vào ngày 17 tháng 12 đã trở thành khu vực toàn cầu đầu tiên vượt qua nửa triệu người chết. Na Uy cảnh báo về tác dụng phụ của tiêm chủng, tử vong ở một số bệnh nhân trên 80 tuổi. Các quan chức Na Uy đã điều chỉnh lời khuyên của họ về việc ai được chủng ngừa COVID-19 do một số ít trường hợp tử vong ở người lớn tuổi, để mỗi bác sĩ cân nhắc xem ai nên tiêm chủng. Cơ quan dược phẩm Na Uy hôm thứ Năm cho biết có tổng cộng 29 người bị tác dụng phụ, 13 người trong số họ tử vong. Tất cả các trường hợp tử vong đều xảy ra ở những bệnh nhân trong viện dưỡng lão và tất cả đều trên 80 tuổi. Cơ quan này đã liệt kê sốt và buồn nôn là tác dụng phụ, có thể dẫn đến cái chết của một số bệnh nhân yếu. Theo số liệu chính thức, hơn 30.000 người đã được tiêm mũi vaccine Pfizer hoặc Moderna coronavirus đầu tiên tại quốc gia Scandinavia kể từ cuối tháng 12. Chúng tôi không lo lắng về điều này. Rõ ràng là những loại vaccine này có rất ít rủi ro, với một ngoại lệ nhỏ đối với những bệnh nhân yếu nhất, Stena Madsen, giám đốc y tế của cơ quan, nói với đài truyền hình Na Uy NRK, các bác sĩ bây giờ phải xem xét cẩn thận những ai nên được chủng ngừa. Những người rất yếu và cuối đời có thể được chủng ngừa sau khi đánh giá cá nhân, ông nói thêm. Đầu tuần này, thì Viện Y tế Công cộng Na Uy cho biết, bất kỳ tác dụng phụ nào của vaccine sẽ không đáng kể khi lợi ích của sự giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng với COVID-19 đối với người già, yếu. Nó nói thêm rằng, đối với những bệnh nhân rất yếu và bệnh nhân nan y, nên cân bằng một cách cẩn thận giữa lợi ích và bất lợi của việc tiêm chủng. Trong báo cáo của mình, cơ quan dược phẩm Na Uy cho biết, 21 phụ nữ và 8 nam giới bị tác dụng phụ. Bên cạnh những người đã chết, cơ quan cho biết có 9 người có tác dụng phụ nghiêm trọng mà không gây tử vong và 7 người có tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn. 9 bệnh nhân có phản ứng dị ứng, khó chịu và sốt nặng, trong khi các tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn bao gồm đau dữ dội tại chỗ tiêm.
Nhìn chung, Na Uy đã chứng kiến trên 57.000 trường hợp nhiễm và báo cáo trên 500 trường hợp tử vong. Trên khắp thế giới, các quan chức hy vọng các trường hợp tử vong và các tác dụng phụ nghiêm trọng khác sẽ được báo cáo sau bất kỳ chiến dịch tiêm chủng hàng loạt nào với số lượng lớn người tham gia. Nhưng việc xác định liệu vaccine có gây tử vong hay không có thể rất khó và đòi hỏi phải loại trừ tất cả các nguyên nhân tiềm ẩn khác trước. Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng đã báo cáo một số trường hợp tác dụng phụ gây hậu quả chết người. Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ nhận và xem xét các báo cáo an toàn hàng tháng từ các công ty được phép bán vaccine, bắt đầu từ tháng Giêng với vaccine Pfizer. Biến thể COVID-19 của Vương quốc Anh lan truyền nhanh chóng, có thể chiếm ưu thế ở Mỹ vào tháng 3. Biến thể được gọi là B117 được cho là có khả năng lây lan cao gấp đôi so với phiên bản hiện tại của virus đang lây lan ở Hoa Kỳ. Cho đến nay, 76 người từ 10 tiểu bang của Hoa Kỳ đã bị nhiễm biến thể của Vương quốc Anh. CDC cho biết, biến thể rất dễ lây lan này cũng làm tăng tỷ lệ dân số cần được tiêm phòng để đạt được miễn dịch bảo vệ đàn nhằm kiểm soát đại dịch. Biến thể bao gồm một số thay đổi di truyền làm cho virus có nhiều khả năng truyền từ người sang người hơn. CDC cho biết những thay đổi này không được cho là có thể gây ra bệnh nặng hơn, nhưng tốc độ lây truyền cao hơn sẽ có nghĩa là nhiều trường hợp mắc hơn và nhiều ca tử vong hơn. Trong khi đó, tại Pháp, Thủ tướng Jean Castex đã thông báo lệnh giới nghiêm buổi tối mới sẽ bắt đầu trên toàn nước Pháp từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, bắt đầu vào thứ Bảy. Động thái này là thắt chặt lệnh giới nghiêm đã có từ tháng 12, hạn chế di chuyển từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Công bố biện pháp này hôm thứ Năm, ông Castex mô tả tình hình của đất nước là đáng lo ngại với tình trạng nhiễm trùng vẫn còn ở đỉnh cao. Ông cũng công bố những hạn chế mới đối với những người đến đất nước này. Cho đến nay, Pháp đã ghi nhận hơn 69.000 tử vong do coronavirus, con số tử vong cao thứ Bảy trên thế giới. Tại Vương quốc Anh, các bệnh viện đang đấu tranh để kiềm chế coronavirus, thời điểm mà các quan chức Anh đã cảnh báo trong nhiều tháng đã đến. Các bệnh viện trên khắp đất nước đang căng thẳng với bờ vực của bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế đang ở mức căng thẳng và số người chết đang tăng vọt. Quyết định về ai sẽ chết và ai được trao cơ hội sống sót thông qua chăm sóc đặc biệt ngày càng trở nên thách thức hơn. Lượng oxy được cung cấp cho các bệnh nhân nặng đã bị giảm ở một số bệnh viện để ngăn chặn sự thất bại thảm hại của cơ sở hạ tầng quá tải. Một số viện đang chuyển bệnh nhân COVID-19 đến khách sạn để giải phóng giường. Đội xe cấp cứu thường xuyên chờ hàng giờ đồng hồ để chuyển tải bệnh nhân và các nhân viên y tế ở tuyến đầu đang báo cáo mức độ tổn thương tinh thần vượt xa mức độ của các cựu chiến binh. Số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Anh Quốc đã tăng mạnh kể từ Giáng sinh và hiện đã vượt qua đỉnh của mùa xuân, 70% với gần 14.000 bệnh nhân trong bệnh viện so với ngày 12 tháng 4. Thủ tướng Boris Johnson tuần này cảnh báo rằng có một nguy cơ rất lớn là nhiều bệnh viện sẽ sớm hết giường trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, ngay cả khi quốc gia này tiếp tục lập kỷ lục hàng ngày về số ca tử vong. Ngay cả khi số ca nhiễm mới ở Anh Quốc bắt đầu có dấu hiệu chậm lại với gần 43.000 ca mới được báo cáo vào ngày 13 tháng 1 so với mức cao gần đây là hơn 60.000 ca hàng ngày, hậu quả của nhiều tuần lây lan hoành hành đang được cảm nhận ở quốc gia này. Một tin tức lạc quan đó là số người được tiêm liều vaccine đầu tiên để bảo vệ chống lại coronavirus mới ở Vương quốc Anh đã vượt qua số người mắc bệnh COVID-19. Thống kê được công bố trên trang web của chính phủ cho biết, tính đến thứ Bảy, có tổng cộng trên 3.8 triệu người đã được tiêm vaccine coronavirus, trong khi Vương quốc Anh đã chứng kiến tổng cộng trên 3.3 triệu trường hợp nhiễm virus kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tình trạng thiếu bình dưỡng khí ở bang Amazonas, miền Bắc Brazil đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe đến bờ vực sụp đổ trong tuần này khi các bệnh viện từ chối người bệnh và các quan chức tranh nhau vận chuyển bệnh nhân coronavirus nặng đến các bang khác. Mức tiêu thụ oxy đã tăng do số bệnh nhân phải nhập viện tăng nhanh. Gần 220.000 người đã bị nhiễm bệnh và trên 5.800 người đã chết vì virus trong tiểu bang, với hơn 8.6 triệu ca và trên 200.000 ca tử vong trên toàn quốc, Brazil đã có một trong những đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất thế giới. Các báo cáo kịch tính từ thân nhân của bệnh nhân và các chuyên gia y tế được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội và báo chí địa phương vào thứ Năm đã cung cấp cái nhìn thoáng qua về nỗi đau khổ của thân nhân bệnh nhân COVID-19 và các nhân viên chăm sóc sức khỏe quá tải.
Cuối tuần qua, lực lượng vũ trang Brazil đã bắt đầu vận chuyển bình oxy từ các công ty có trụ sở tại São Paulo và Fortaleza tới Manaus để xoa dịu cuộc khủng hoảng, nhưng các quan chức đang tranh giành để mua thêm. Tại Trung Quốc, đất nước này đang đối mặt với những đợt bùng phát mới. Trung Quốc đã đạt hơn 22 triệu người vào tình trạng khóa cửa, khi đang trải qua đợt bùng phát coronavirus tồi tệ nhất kể từ mùa hè năm ngoái. Ủy ban Y tế Quốc gia của đất nước cho biết có 144 trường hợp mới đã được ghi nhận ngày thứ Năm, cùng với một trường hợp tử vong, trường hợp đầu tiên của quận kể từ tháng 5. Trên khắp Trung Quốc, hơn 1.000 người đang được điều trị do COVID-19. Vụ bùng phát chủ yếu ở Hà Bắc, một tỉnh phía Bắc xung quanh Bắc Kinh, thủ phủ của khu vực. Đó là Thạch Gia Tràng, một thành phố với 11 triệu dân, đang xây dựng một trung tâm cách ly 82 mẫu Anh. Hiện chính phủ Trung Quốc đang kiểm tra tới 2 triệu người mỗi ngày trong một thành phố, nếu thậm chí khi chỉ có một số ít trường hợp được phát hiện, theo The New York Times. Trong vài tháng qua, nhiều người dân ở Trung Quốc đã trở lại cuộc sống như thể virus là một mối đe dọa xa vời. Họ đã bỏ khẩu trang, đặc biệt là ở ngoài trời, và các nhà hàng, quán bar và nhà hát đã nhộn nhịp với hoạt động. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, ngay cả đối với những người sống bên ngoài các khu vực bị khóa. Tại Thượng Hải, các tòa nhà, văn phòng và khu chung cư một lần nữa đang kiểm tra mã theo dõi vị trí của điện thoại thông minh để bảo đảm rằng các cá nhân chưa đi đến các điểm nóng. Nếu ai đó đã đi đến một khu vực có nguy cơ, người đó phải báo cáo ngay với chính quyền và vào khu vực cách ly do chính phủ giám sát hoặc gia đình. Trung Quốc cũng đã xây bệnh viện trong 5 ngày sau khi số ca COVID-19 tăng vọt. Hôm thứ Bảy, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng một bệnh viện với 1.500 phòng cho bệnh nhân COVID-19 trong 5 ngày để chống lại sự gia tăng của bệnh nhiễm trùng ở một thành phố phía nam của Bắc Kinh, truyền thông nhà nước đưa tin. Bệnh viện là một trong 6 bệnh viện với tổng số 6.500 phòng đang được xây dựng ở Nangong, tỉnh Hà Bắc. Tất cả sẽ được hoàn thành trong tuần tới. Một chương trình tương tự về xây dựng bệnh viện nhanh chóng đã được Đảng Cộng sản cầm quyền phát động vào đầu vụ bùng phát năm ngoái nhằm thiết lập các bệnh viện cách ly ở Vũ Hán, thành phố trung tâm nơi virus này được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Tại Thạch Gia Trang, các nhà chức trách đã hoàn thành xây dựng 1/3 số phòng trong cơ sở dự kiến 3.000 phòng cho bệnh nhân coronavirus. Hơn 10 triệu người ở Thạch Gia Trang đã trải qua các cuộc kiểm tra virus vào cuối ngày thứ Sáu, và 247 trường hợp lây truyền tại địa phương đã được tìm thấy. Trong khi đó, thì các nhà nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới cử đến đang ở Vũ Hán để chuẩn bị điều tra nguồn gốc của virus. Nhóm nghiên cứu đến vào thứ Năm đã bị cách ly 2 tuần nhưng phải nói chuyện với các chuyên gia Trung Quốc bằng liên kết video, theo The Associated Press. Và tình hình tại Nhật Bản cũng không lạc quan hơn. Hy vọng về Thế vận hội mùa hè ở Tokyo tối tăm, các nhà tổ chức đã hoãn Thế vận hội Olympic một năm vào tháng 3 năm ngoái, gần một năm sau, triển vọng ngày càng ảm đạm. Các kế hoạch do Thế vận hội Olympic Tokyo bị hoãn ngày càng trở nên không chắc chắn, khi các ca nhiễm coronavirus gia tăng khắp Nhật Bản và ở một số quốc gia lớn ở châu Âu và châu Mỹ. Các quan chức ở Tokyo và Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã bắt đầu thừa nhận rằng việc tổ chức một Thế vận hội an toàn có thể là không thể, gây nguy hiểm và dập tắt những giấc mơ rằng Thế vận hội có thể phục vụ lễ kỷ niệm toàn cầu về sự kết thúc của đại dịch. Thay vào đó, Ủy ban Olympic Quốc tế có thể buộc phải hủy bỏ Thế vận hội lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Đó sẽ là một cú đánh tài chính lớn đối với cả tổ chức Olympic và Nhật Bản. Quốc gia này đã chi hơn 12 tỷ đô la để xây dựng sân vận động và cải thiện cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho Thế vận hội và hàng tỷ đô la nữa để trì hoãn sự kiện một năm. Các nhà tổ chức ở Tokyo và tại Ủy ban Olympic Quốc tế vào tháng 3 đã đồng ý hoãn Thế vận hội trong một năm. Đại hội thể thao 2 năm một lần lớn nhất thế giới được cho là sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 năm ngoái. Lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè hiện đã được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng 7. Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế đã nói rằng việc hoãn Thế vận hội một lần nữa không phải là một lựa chọn, và nếu sự kiện không thể diễn ra vào mùa hè này, nó sẽ không xảy ra. Toshiro Muto, giám đốc điều hành của Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo, đã tái khẳng định quan điểm đó trong tuần này. Ủy ban Olympic Quốc tế đã trao giải Thế vận hội mùa hè 2024 cho Paris và Thế vận hội mùa hè 2028 cho Los Angeles.
Hy vọng vào Thế vận hội đã tăng lên khi một số sự kiện thể thao lớn được tổ chức trên khắp thế giới mà không gặp vấn đề lớn, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều và có ít hoặc không có người hâm mộ tham dự. Và sau đây là một tin tức đang truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Một nhân viên phục vụ quán ăn Florida sử dụng một ghi chú bí mật để cứu một cậu bé khỏi sự tra tấn của gia đình. Xin lưu ý, cảnh báo, câu chuyện này chứa các chi tiết và mô tả lạm dụng đáng lo ngại, vui lòng đọc hay theo dõi theo ý của riêng bạn. Một người phục vụ quán ăn, người đã phát hiện ra những vết bầm tím trên người một cậu bé 11 tuổi, đang được ca ngợi như một anh hùng sau khi cô giao tiếp bí mật với cậu bé và gọi cảnh sát về mẹ và cha dượng của cậu bé. Cô ấy đã bước lên để giúp giải cứu một đứa trẻ mà cô ấy chưa từng gặp, cảnh sát Orlando, Florida viết trên Facebook. Cặp đôi phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến việc họ đối xử với cậu bé mà cảnh sát mô tả là tra tấn. Cuộc giải cứu diễn ra vào ngày New Year, ngày đầu năm mới ở Orlando, sau khi cặp đôi bước vào nhà hàng Mrs. Potato với cậu bé và một bé gái 4 tuổi. Flavin Carvalho nói rằng, cô ấy đang đợi tại bàn ăn của gia đình thì nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ về món ăn mà họ đã kêu. Cặp đôi chỉ đặt một suất ăn cho trẻ em và khẳng định rằng cậu bé không cần thức ăn hoặc nước uống. Cavalho kể lại trong một cuộc phỏng vấn với cảnh sát Orlando, sau đó nó đã được đăng trên Facebook. Cậu bé đã bị từ chối cho ăn. Người đàn ông nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn và cậu bé vẫn ổn và cậu bé này sẽ ăn tối ở nhà. Cavalho nói rằng cô ấy cảm thấy siêu kỳ lạ về tình huống này và cậu bé trông thật trầm lặng và buồn bã. Đó là khi cô ấy nhận thấy những vết bầm tím và một vết xước trên mắt của cậu bé. Cavalho hỏi cậu bé rằng cậu có sao không và cậu bé nói rằng cậu bé vẫn ổn. Sau đó cô quyết định hỏi lại cậu bé trong bí mật. Cô ấy đã viết một ghi chú ghi rằng em có cần giúp đỡ không? Và giơ nó lên phía sau lưng của cặp đôi để chỉ cậu bé có thể nhìn thấy ghi chú này. Cậu bé đã gật đầu. Ok, Cavalho đã viết trên tờ giấy. Cô đã đi vào phía sau nhà hàng, gọi 911 và cảnh sát đến sau đó vài phút. Cậu bé đã mô tả một số cáo buộc đáng tiếc về lạm dụng mà cảnh sát Orlando, Aaron Lawler đã nêu ra trong một cuộc họp giao ban đầu tuần này. Thành thật mà nói, những gì đứa trẻ này đã trải qua là sự tra tấn. Không có lời biện minh nào cho điều đó trong bất kỳ lĩnh vực nào trên thế giới. Tôi là một người mẹ và chứng kiến những gì mà đứa trẻ 11 tuổi đó đã phải trải qua. Điều đó khiến tâm hồn bạn bị sốc. Cảnh sát nói rằng cha dượng của cậu bé đã trói cậu vào cửa và treo ngược cậu lên, rồi đánh cậu bé bằng một cây chổi gỗ. Các nhà chức trách cũng mô tả cách đối xử tàn bạo mà cậu bé phải đối mặt vào dịp Giáng sinh. Cậu bé đã bị còng tay vào một cái ghế đẩy, tay bị còng sau lưng. Timothy Lee Wilson, cha dượng 34 tuổi, đã bị buộc tội 3 tội danh lạm dụng trẻ em trầm trọng, một tội lạm dụng trẻ em và một tội danh bỏ mặc trẻ em liên quan đến vụ việc, hồ sơ bắt giữ cho thấy. Trong khi đó, Kristen Swan, người mẹ 31 tuổi, đã bị buộc tội với 2 tội danh bỏ rơi trẻ em. Cảnh sát Lawler nói, Swan, mẹ của cậu bé, đã bị buộc tội vì đã không hành động và không bảo vệ được đứa trẻ 11 tuổi. Các dịch vụ bảo vệ trẻ em có liên quan và đơn vị nạn nhân đặc biệt đang điều tra. Cảnh sát hy vọng vụ án sẽ truyền cảm hứng cho những người khác trở thành Good Samaritans, ý nghĩa là giúp đỡ người khác bằng một hành động tử tế ngẫu nhiên nếu họ phát hiện ra tình huống tương tự trong tương lai. Họ viết trên Facebook, See something, say something. Nhìn thấy gì đó, hãy nói điều đó. Các bạn đừng rời máy nhé, tiếp theo sẽ là bản tin Canada đáng chú ý trong tuần qua. Xin mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo và các video về du lịch, ẩm thực, tư vấn, di dân di trú, sức khỏe và đời sống nhé. Kênh Culture Channel của chúng tôi cũng có kênh tin tức mới Culture Channel News để cập nhật tin tức nhanh trong ngày. Mời các bạn theo dõi và subscribe nhé. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn quay trở lại với chương trình Culture Podcast, tổng hợp tin tức nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và thế giới trong tuần qua do Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong phần tin tức Canada, Pfizer tiếp tục các lô hàng vaccine COVID-19 đến khối châu Âu trong vòng 2 tuần, nhưng Canada cho biết vẫn chưa có thay đổi trong việc giao hàng đến Canada.
mức nợ liên bang trong tầm quản lý nếu GDP tiếp tục tốc độ tăng trưởng. Công việc nào ở Canada có nhu cầu tăng nhanh nhất vào năm 2021? Gần 40 chuyến bay với các trường hợp COVID-19 được xác nhận đã đến Canada kể từ khi có yêu cầu xét nghiệm âm tính mới. Bùng nổ thị trường bất động sản trong đại dịch cho thấy khả năng chi trả cho nhà ở không còn chỉ là vấn đề của các thành phố lớn. Thủ tướng Trudeau kêu gọi mặt trận thống nhất chống lại sự giam giữ của Trung Quốc, cho biết tất cả các quốc gia đều dễ bị tổn thương. Lối sống kiểu tài tử của bà Mạnh Vãn Châu đang tại ngoại ở Canada, chuyến thăm gia đình của bà Mạnh ở Vancouver đơn giản là thái quá khi hai người Canada Michaels bị đối xử tồi tệ khi bị bắt giữ ở Trung Quốc. Một người phụ nữ 21 tuổi được tìm thấy đã chết sau chuyến đi bộ trên tuyết ở núi North Shore, British Columbia. Chính phủ Canada tiết lộ các ưu tiên nhập cư mới. Bản tin chi tiết được cập nhật ngay sau đây. Pfizer BioNTech sẽ nối lại các chuyến hàng vaccine coronavirus của mình với Liên minh châu Âu trong vòng 2 tuần tới, nhưng không có thêm thay đổi nào đối với việc giao hàng đến Canada. Gã khổng lồ dược phẩm thông báo hôm thứ Sáu rằng họ sẽ tạm thời giảm số lượng vaccine được vận chuyển để nâng cấp một trong những cơ sở của mình ở châu Âu. Vào thứ Bảy, Bộ trưởng Bộ Mua sắm Anita Anand cho biết không có thông tin cập nhật nào về thông báo của Pfizer. Thông báo này cho thấy các lô hàng vaccine đến Canada sẽ bị cắt giảm một nửa trong 4 tuần tới. Để đáp lại nhiều yêu cầu làm rõ, Pfizer cho biết vốn chủ sở hữu được sử dụng khi xem xét phân bổ liều lượng trên toàn thế giới và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới. Động thái này khiến nhiều tỉnh phải tranh cãi trong việc điều chỉnh kế hoạch triển khai vaccine. Một số như Alberta và British Columbia đã công khai bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến lịch tiêm chủng của họ như thế nào. Manitoba đã tạm dừng các cuộc hẹn tiêm vaccine mới cho đến khi quốc gia này hoạt động trở lại đúng kế hoạch. Tại Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, các quan chức y tế đã kéo dài khoảng thời gian giữa việc tiêm liều thứ hai của vaccine lên đến 42 ngày sau khi tiêm mũi đầu tiên, trong khi Quebec sẽ cho phép tối đa 90 ngày giữa các liều. Cho đến nay, Canada đã nhận được khoảng 380.000 liều vaccine Pfizer. Bà Anna nói thêm rằng 20 triệu liều bổ sung mà Canada bảo đảm trong tuần này vẫn đang trên đà xuất xưởng vào quý 2. Tin tức nêu bật tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng như được các quan chức y tế hàng đầu của Canada nhắc lại, kêu gọi các biện pháp tăng cường hơn nữa trong khi trình bày mô hình liên bang COVID-19 cập nhật vào thứ Sáu. Nếu Canada không tìm ra cách để làm chậm sự lây lan của virus, Giám đốc Y tế Công cộng Theresa Tam cho biết nước này có thể phải đối mặt với 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày vào cuối tháng. Tổng số trường hợp cũng có thể tăng thêm gần 100.000 trường hợp cho đến ngày 24 tháng 1 và lên đến 2.000 trường hợp tử vong, mô hình liên bang cho thấy. Trong một thời gian ngắn, việc tiêm phòng sẽ giúp hạn chế sự lây truyền của virus. Tuy nhiên, bà Tam cho biết, nếu chúng ta nới lỏng các biện pháp quá sớm, dịch sẽ bùng phát mạnh hơn nữa. Mức nợ liên bang trong tầm quản lý nếu GDP tiếp tục tốc độ tăng trưởng. Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Stephen Poulos cho biết, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn của Canada bằng cách giảm các rào cản thương mại liên tỉnh và giới thiệu chương trình như nhà trẻ phổ cập có thể là cách tốt nhất để quản lý nợ chính phủ liên bang và tỉnh đang gia tăng. Phát biểu tại một sự kiện do trường kinh doanh Ivy của Đại học Western Ontario tổ chức vào thứ Tư, cựu giám đốc ngân hàng trung ương hàng đầu cho biết ông sẽ khó có thể khó chịu về việc nợ công gia tăng lớn trong đại dịch miễn là kinh tế ngày càng phát triển. Cái chính là chúng ta có lãi suất thực sự thấp. Dịch vụ nợ ngày nay tính theo tỷ trọng GDP bằng khoảng 1/5 so với thời điểm giữa những năm 1990 khi chúng ta có một số căng thẳng xung quanh nợ và tình hình tài chính ở Canada, ông Poulos nói. Điều đó có nghĩa là nếu tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tốc độ lãi vay, thì cơ sở nhà nước đang đánh thuế sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn các khoản trả lãi và dần dần khoản nợ sẽ giảm xuống theo tỷ trọng GDP và khả năng trả nợ. Ông Poulos ví tình hình như hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai, nói rằng rất ít người lớn lên trong những năm 1950 và 60 nhớ rằng chính phủ phải vật lộn với mức nợ khủng khiếp. Ông cũng đã đưa ra hai khuyến nghị về chính sách để cải thiện tăng trưởng. Giới thiệu chương trình nhà trẻ phổ cập
tương tự như chương trình ở Quebec, cho phần còn lại của đất nước để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động và cắt giảm các rào cản đối với thương mại liên tỉnh. Trước tiên, chúng ta cần phải vượt qua vài tháng tới của đại dịch. Ông nói, cảnh báo rằng tình hình có thể rất tồi tệ do sự gia tăng ca bệnh COVID-19 và các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt. Trong trung hạn, chúng ta có khả năng quay trở lại sự phục hồi hình chữ K, nơi phần lớn nền kinh tế phục hồi tương đối nhanh chóng, trong khi một số ngành nhất định, chẳng hạn như du lịch và bán lẻ trực tiếp, tiếp tục gặp khó khăn do những thay đổi dài hạn trong hành vi của người tiêu dùng. Đối với lạm phát, ông dự đoán rằng sẽ không lâu nữa trước khi lạm phát quay trở lại mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Canada là 2%. Công việc nào ở Canada có nhu cầu tăng nhanh nhất vào năm 2021? Số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế Canada đã mất 63.000 việc làm trong tháng 12 và nhiều nhà phân tích dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục khi chính phủ thắt chặt các hạn chế COVID-19 trong bối cảnh số lượng ca bệnh gia tăng. Nhưng trong khi lệnh cấm mới một lần nữa đánh vào các ngành dịch vụ, nơi có tỷ lệ mất việc làm nhiều nhất trong tháng 3 và tháng 4, một báo cáo mới của Randstad, một trong những công ty nhân sự lớn nhất thế giới, cho thấy đại dịch cũng đang tạo ra các công việc trong các khoảng khác của nền kinh tế. Caroline Levy của Randstad Canada cho biết, các vị trí đang nhận thấy nhu cầu tăng nhanh nhất từ các nhà tuyển dụng phản ánh cách các công ty đang thích ứng với thực tế mới và nhiều xu hướng trong số đó có khả năng tồn tại sau đại dịch. Dưới đây là những thay đổi lớn đang diễn ra trên thị trường lao động Canada. Chuyển sang bán hàng trực tuyến, việc này hỗ trợ các công việc như đại diện dịch vụ khách hàng, tài xế giao hàng, chuyên gia công nghệ thông tin và bộ phận hỗ trợ, chuyên gia mua sắm và chuỗi cung ứng, nhân viên nhà kho. Chuyển sang làm việc tại nhà, việc này hỗ trợ các công việc như trợ lý hành chính, chuyên gia công nghệ thông tin, nhà phân tích và kiến trúc sư bảo mật. Nhu cầu tăng vọt về các dịch vụ bán lẻ thiết yếu, việc này hỗ trợ các công việc như công nhân bán lẻ thiết yếu, chuyên gia thu mua và chuỗi cung ứng, công nhân dọn dẹp và bảo trì, công nhân nhà kho. Nhu cầu tăng vọt về hệ thống chăm sóc sức khỏe, việc này hỗ trợ các công việc như y tá. Levy nói, một điểm đáng chú ý của nền kinh tế đại dịch là nhiều người lao động bị thay thế bởi các hạn chế COVID-19 có thể đủ điều kiện cho các công việc khác mà cuộc khủng hoảng y tế đang tạo ra. Ví dụ như các đại lý đặt phòng du lịch, tiếp viên hàng không và nhân viên khách sạn có thể có các kỹ năng phù hợp cho đại diện khách hàng hoặc các công việc bán lẻ thiết yếu. Những người tìm việc nên giữ đầu óc cởi mở và tìm kiếm những cơ hội không nhất thiết phải có trong ngành của họ. Gần 40 chuyến bay với các trường hợp COVID-19 được xác nhận đã đến Canada kể từ khi có yêu cầu xét nghiệm âm tính mới. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Canada bắt buộc các du khách quốc tế nhập cảnh phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi được phép lên máy bay. Bất chấp các quy định mới, những hành khách bị nhiễm bệnh vẫn đang đi vào đất nước. Theo dữ liệu công khai từ Health Canada, 38 chuyến bay quốc tế hạ cánh tại Canada kể từ ngày 7 tháng 1 đã chở ít nhất một hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Hơn một nửa số chuyến bay, 20 chuyến đã hạ cánh xuống Toronto, 12 người đến Calgary, 5 người ở Montreal và 1 người ở Vancouver. Có 10 chuyến bay mỗi hãng từ hai hãng hàng không lớn nhất của Canada, Air Canada và WestJet. 6 trong số chuyến bay có ca dương tính trong tuần trước đã khởi hành từ Cancun. Kể từ đầu năm, 20 chuyến bay từ Cancun đã chở ít nhất một hành khách có kết quả dương tính. Các tỉnh của Canada cho biết, quyết định của nhà sản xuất dược phẩm Pfizer-BioNTech làm chậm các lô hàng vaccine trong những tuần tới để mở rộng và nâng cấp dây chuyền sản xuất ở châu Âu sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi kế hoạch trò chơi tương ứng của họ. Việc phân bổ vaccine của Canada sẽ giảm một nửa trong 4 tuần, theo Thiếu tướng Danny Fortin, chỉ huy quân đội đứng đầu hậu cần vaccine cho biết hôm thứ Sáu. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ, Công và Mua sắm Anita Anand hôm thứ Bảy cho biết các lô hàng vaccine ngày 18 tháng 1 vẫn hầu như không bị ảnh hưởng và chính phủ đang giữ liên lạc với đại diện của Pfizer. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết việc phát triển sẽ không cản trở kế hoạch có đủ liều vaccine vào tháng 9 cho những người Canada muốn được tiêm chủng và việc giao hàng sẽ tăng trở lại vào tháng 2. Tại tỉnh Ontario, các quan chức y tế tỉnh cho biết giai đoạn đầu tiên của kế hoạch tiêm chủng sẽ tiếp tục
nhưng liều thứ hai của vaccine Pfizer hiện sẽ được lùi lại từ 21 đến 27 ngày đối với những người ở nhà chăm sóc dài hạn hoặc những nhân viên chăm sóc những bậc cao niên. Những người nhận khác, chẳng hạn như nhân viên y tế, sẽ thấy liều thứ hai của họ bị đẩy lùi xuống từ 21 đến 42 ngày sau lần tiêm đầu tiên. Còn những người đã nhận vaccine Moderna sẽ không thấy thay đổi gì, vì liều thứ hai của loại vaccine đó được phân phối sau 28 ngày kể từ ngày đầu tiên. Bộ trưởng Bộ Y tế Quebec Christine Dubé hôm thứ Sáu cho biết các lô hàng giảm có nghĩa là trên 86.000 trong số 176.000 liều vaccine dự kiến cho đến ngày 8 tháng 2 sẽ không được giao như kế hoạch. Các quan chức y tế đang thiết lập một kế hoạch phân phối mới, nhưng Bộ Y tế Quebec cho biết chiến lược chủng ngừa càng nhiều người càng tốt trong các nhóm ưu tiên sẽ được duy trì. Tính đến tối ngày 16 tháng 1, số ca COVID-19 của Canada đứng ở mức 702.183 trường hợp. Trong số đó có 74.882 trường hợp còn bệnh và trên 608.000 ca đã phục hồi. Số ca tử vong hiện ở mức 17.865 ca. Tỉnh Alberta sẽ giảm bớt một số hạn chế về sức khỏe cộng đồng bắt đầu từ thứ Hai, cho phép các tiệm làm tóc và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cá nhân khác chỉ mở cửa lại theo lịch hẹn. Tỉnh còn 12.713 ca bệnh đang được theo dõi và điều trị. Trong đó, vùng Calgary có 4.863 ca còn bệnh đang được theo dõi. Vùng Edmonton có 4.510 ca, khu vực phía Bắc có 1.714 ca còn bệnh và khu vực miền Trung có 1.209 ca. Tại British Columbia, một nhóm vận động cho những người mắc hội chứng Down đang thúc giục tỉnh thêm những người mà họ đại diện vào hàng đợi ưu tiên vaccine. Tổ chức tài nguyên về hội chứng Down có trụ sở tại Burnaby cho biết, người lớn mắc hội chứng Down có nguy cơ nhập viện vì COVID-19 cao gấp 4 lần và nguy cơ tử vong do virus cao gấp 10 lần. Tổng cộng 75.914 người đã được chủng ngừa cho đến thứ Sáu. Hiện tỉnh còn 4.604 ca còn bệnh đang được theo dõi. Trong đó, khu vực Fraser có 2.029 ca còn bệnh, Vancouver Coastal có 904, khu vực nội địa có 992, khu vực phía Bắc có 497, trong khi đó khu vực đảo Vancouver Island còn 182 ca. Ở Saskatchewan, báo cáo thêm 270 ca COVID-19 và 2 tử vong. Cảnh sát ở Regina đã phạt một phụ nữ 2.800 đô la sau khi giải tán một cuộc tụ tập đông người. Cảnh sát thành phố hiện đã phát hành ít nhất 10 vé phạt cho những người vi phạm lệnh y tế công cộng liên quan đến COVID-19. Hiện tỉnh có 4.043 ca còn bệnh. Trong số đó, Saskatoon có 846 ca, Regina có 543 ca, trong khi 2.101 ca còn bệnh ở khu vực phía Bắc và cực Bắc. Tỉnh Manitoba ghi nhận 180 ca COVID-19 mới và thêm 2 ca tử vong vào thứ Bảy. Bản cập nhật được đưa ra một ngày sau khi chính quyền tỉnh yêu cầu người dân đóng góp ý kiến về khả năng dỡ bỏ một số hạn chế đại dịch vào tuần tới. Hiện tỉnh có 2.986 ca còn bệnh, trong đó có 865 ca là ở Winnipeg. Tỉnh Ontario báo cáo kỷ lục 3.056 ca nhiễm mới, cùng với 51 ca tử vong vào thứ Bảy. Hiện có 420 bệnh nhân COVID-19 trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của tỉnh. Đây là con số kỷ lục đưa ra từ dịch vụ chăm sóc quan trọng Ontario. Tính đến thứ Sáu, hơn 189.000 liều vaccine đã được tiêm trong tỉnh. Các cơ quan y tế tỉnh cho biết, mặc dù có sự chậm trễ, mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 61.500 cư dân, nhân viên và những người chăm sóc thiết yếu ở Toronto, vùng Peel, York và Windsor Essex vào ngày 21 tháng 1 sẽ không bị ảnh hưởng. Hiện tỉnh có 28.618 ca còn bệnh. Trong số đó, Toronto có 8.611 ca còn bệnh, vùng Peel có 5.712 ca, vùng York có 2.300 ca, Ottawa có 1.402 ca, Niagara có 1.358 ca, Middlesex London có 1.034 ca, Hamilton có 879 ca, Waterloo có 961 ca và Windsor Essex còn 1.535 ca bệnh. Tỉnh Quebec báo cáo 2.225 ca mới và thêm 67 ca tử vong. Hiện tỉnh có 21.601 ca còn bệnh. Tại New Brunswick, một trường hợp khác đã được xác nhận tại viện dưỡng lão Tucker Hall ở St. John. Cơ sở có 15 cư dân bị nhiễm virus cùng với 9 nhân viên. Tỉnh có thêm 27 ca bệnh mới. Hiện tỉnh có 268 ca còn bệnh. Nova Scotia có thêm 4 ca bệnh mới. Tỉnh có 30 ca còn bệnh. Newfoundland không có ca nhiễm mới nào, tỉnh có 8 ca còn bệnh.
Đảo Prince Edward Island còn 8 ca bệnh. Vùng lãnh thổ Northwest Territory có 1 ca bệnh đang theo dõi, Yukon còn 2 ca bệnh đang được theo dõi. Thủ tướng Trudeau kêu gọi mặt trận thống nhất chống lại sự giam giữ của Trung Quốc, cho biết tất cả các quốc gia đều dễ bị tổn thương. Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi các quốc gia trên thế giới duy trì một mặt trận thống nhất chống lại việc Trung Quốc giam giữ công dân nước ngoài, cho rằng mọi quốc gia đều dễ bị tổn thương, theo Toronto Sun. Thủ tướng Trudeau đưa ra nhận xét của mình khi Trung Quốc đề nghị cho tiếp cận lãnh sự nhiều hơn với Michael Kovic và Michael Spavor, hai người đàn ông Canada bị bắt vào tháng 12 năm 2018 và bị buộc tội làm gián điệp. Canada đã nhiều lần kêu gọi các đối tác gây sức ép buộc Bắc Kinh phải trả tự do. Chúng tôi có mức độ liên kết to lớn không chỉ với Hoa Kỳ mà với các đồng minh trên toàn thế giới để liên tục đưa ra câu hỏi về ngoại giao cưỡng bức mà Trung Quốc đang ngày càng sử dụng. Thủ tướng Trudeau nói trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị thượng đỉnh Reuters Next được phát sóng vào thứ Năm. Tất cả chúng ta phải sát cánh cùng nhau vì ai biết công dân của ai tiếp theo có thể là mục tiêu tiếp theo, ông nói. Trong khi hai người Canada bị Trung Quốc bắt cóc bị ở trong điều kiện tồi tệ, thì công chúa Huawei của Trung Quốc không chỉ sống một cuộc sống thượng lưu ở Vancouver mà còn được đồng ý cho gia đình đến thăm trong kỳ nghỉ Giáng sinh, theo bài viết của Brian Lilly của Toronto Sun đưa tin vào ngày 15 tháng 1. Mặc dù các biên giới được cho là đã đóng cửa và hầu hết người Canada không được phép có người thân đến thăm do các hạn chế của COVID-19, chính phủ Trudeau đã chấp thuận cho gia đình của bà Mạnh đến thăm. Trong khi có vẻ khó tin rằng bất kỳ chính phủ nào sẽ chấp thuận điều này, chính phủ đã thừa nhận sai lầm này vào thứ Năm. Chồng của bà Mạnh Vãn Châu, Liu Xiaoyong, đã được phép đến thăm bà ở Canada vào tháng 10, trong khi hai đứa con của cặp đôi này đã đến vào tháng 12. Những chi tiết này được đưa ra trong phiên điều trần tại ngoại vào thứ Năm khi công chúa Huawei yêu cầu tòa án nới lỏng các hạn chế của bà ấy. Trong khi Michael Kovic và Michael Spavor đã bị giam giữ hơn 2 năm trong điều kiện mà hầu hết người Canada coi là khủng khiếp, bà Mạnh đã sống một cuộc sống xa hoa trong khi chống lại việc dẫn độ sang Hoa Kỳ. Bà Mạnh đã bị giới chức Canada bắt giữ vào đầu tháng 12 năm 2018 theo lệnh dẫn độ từ các nhà chức trách Mỹ, cáo buộc bà với tội danh gian lận và vi phạm các lệnh trừng phạt chống lại Iran. Vài ngày sau khi bà Mạnh bị bắt, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ Kovic và Spavor để trả đũa việc cho rằng hai người này là gián điệp. Họ vẫn chưa có ngày ra tòa, nhưng bà Mạnh đã có rất nhiều ngày tòa và hiện muốn tòa án Canada cho bà ấy tự do hơn. Bà Mạnh đã dành thời gian của mình giữa một cặp biệt thự ở Vancouver và được phép đi lang thang khắp vùng Lower Mainland ở BC. Bà Mạnh chỉ được yêu cầu ở trong nhà trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm và 6 giờ sáng. Nhưng bên ngoài đó, có vẻ như bà ấy đang theo kịp lối sống với các diễn viên Kardashian. Bloomberg đã báo cáo về mức độ của lối sống xa hoa đó được tiết lộ trong phiên điều trần tại ngoại tổ chức hôm thứ Năm. Bà Mạnh đã dành ngày Giáng sinh tại một nhà hàng phục vụ riêng cho bữa tiệc cho 14 người, dịch vụ tin tức đưa tin. Ngoài việc vi phạm các giới hạn về quy mô tụ tập, bà Mạnh và nhóm của bà cũng được cho là đã bỏ qua nhiều hạn chế COVID-19 địa phương khác. Một bữa tiệc riêng tư không được phép đối với những người Canada sống ở Vancouver không phải là vấn đề duy nhất được nêu ra. Bloomberg cũng báo cáo rằng đã có khả năng bà ấy được trả tự do vào năm ngoái. Một máy bay phản lực của China Southern Airlines đã được thuê, sẵn sàng đưa bà Mạnh trở lại Trung Quốc. Tòa án đã không trả tự do cho bà ấy, nhưng hiện đang xem xét liệu có nên nới lỏng các điều kiện tại ngoại, bao gồm cả việc đeo vòng ở mắt cá chân và trả tiền cho một công ty an ninh theo dõi hoặc giám sát bà ấy 24/7 hay không. Bùng nổ thị trường bất động sản trong đại dịch cho thấy khả năng chi trả cho nhà ở không chỉ còn là vấn đề của các thành phố lớn. Thị trường nhà ở của Canada đã kết thúc năm 2020 một cách sôi động, một tháng lập kỷ lục khác cho cả doanh số bán nhà và giá cả. Số lượng bất động sản hiện có được sang tay vào tháng 12 năm 2020 cao hơn 47% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hàng năm lớn nhất trong 11 năm, theo dữ liệu do Hiệp hội Bất động sản Canada công bố hôm thứ Sáu. Trong khi đó, giá chuẩn của một căn nhà đã cao hơn 13%. Lần cuối cùng, Canada chứng kiến một cơn sốt bất động sản tương tự là vào năm 2016 và đầu năm 2017. Tuy nhiên, lần này, việc bất động sản tăng giá nhanh hơn không diễn ra ở Vancouver và Toronto.
hai trong số những thị trường đắt đỏ nhất của Canada, mà ở những khu vực khác, nơi ít nhất là cho đến gần đây có giá cả phải chăng. Theo phân tích của John Pasolis thuộc công ty môi giới bất động sản Real Solify Realty tại các vùng ngoại ô Durham và Halton của Toronto, giá nhà biệt lập, nhà liên kề và nhà liên kế đã tăng giá khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ, ở vùng Durham, giá trung bình của một ngôi nhà dành cho một gia đình đã tăng 24%, từ 641.000 đô la vào tháng 11 năm 2019 lên 795.000 đô la một năm sau đó. Đại dịch đã thúc đẩy một xu hướng hiện có là người dân thành thị đổ xô đến các vùng ngoại ô để tìm kiếm những ngôi nhà lớn hơn, giá cả phải chăng hơn. Dữ liệu của cơ quan thống kê Canada StatCan cho thấy, từ đầu tháng 7 năm 2019 đến đầu tháng 7 năm 2020, Toronto đã chứng kiến thêm 50.375 người rời thành phố đến các khu vực khác của Ontario. Theo StatCan, Montreal đã chứng kiến một đợt di dời tương tự là 24.880 người. Mặc dù cả hai thành phố vẫn có mức tăng dân số chung nhờ người nhập cư từ bên ngoài Canada. Người mua nhà tìm kiếm mức giá thấp hơn cũng đã đổ xô đến khu vực Maritimes, gây áp lực tăng giá bất động sản ở đó. Ví dụ, Halifax đã chứng kiến 1.584 người từ các tỉnh khác trong giai đoạn một năm kết thúc vào tháng 7 năm 2020. Xu hướng này đang làm dấy lên lo ngại về khả năng chi trả nhà ở đang xuống cấp nhanh chóng. Nhà kinh tế Robert Hawke của RBC cho biết, trong khi hoạt động bất động sản có thể giảm bớt ở một số khu vực của Canada và các phân khúc của thị trường, người mua ở những địa điểm phổ biến có thể sẽ tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt vào năm 2021. Những thách thức kinh tế sẽ tiếp tục đè nặng lên giá trị nhà ở khu thảo nguyên vùng Prairies và Newfoundland, trong khi giá căn hộ ở trung tâm thành phố có thể sẽ giữ nguyên đến năm 2021, một phần do tác động của đại dịch đối với người nhập cư. Khi nói đến những ngôi nhà và bất động sản lớn hơn ở các thị trường nhỏ hơn, ông Hốt kỳ vọng các điều kiện sẽ tiếp tục có lợi cho người bán vào năm 2021. Một mặt, việc thay đổi sở thích nhà ở, lãi suất thấp và tiết kiệm hộ gia đình cao hơn, cùng với việc cải thiện niềm tin của người tiêu dùng khi người dân bắt đầu chứng kiến sự kết thúc của đại dịch, sẽ khiến nhu cầu tăng cao. Mặt khác, người mua nhà có thể sẽ tiếp tục có một lượng nhà hạn chế để lựa chọn. Báo cáo kết luận rằng, nhu cầu mạnh cùng với nguồn cung hạn chế sẽ tiếp tục đẩy giá nhà lên cao. Công ty GM Canada công bố thỏa thuận dự kiến cho nhà máy xe điện trị giá 1 tỷ đô la ở Ontario. GM Canada đã đạt được một thỏa thuận dự kiến với Unifor rằng nếu được thông qua, họ sẽ đầu tư 1 tỷ để chuyển đổi nhà máy Cami của mình ở Ingersoll sang sản xuất xe điện thương mại. Chủ tịch Unifor National Jerry Diaz cho biết, cùng với khoản đầu tư đáng kể, thỏa thuận sẽ tạo ra sản phẩm mới, việc làm mới và bảo đảm việc làm cho người lao động. Một phát ngôn viên của GM tuyên bố rằng kế hoạch này là để xây dựng BrightDrop EV600, một hoạt động kinh doanh hoàn toàn mới của GM được công bố vào tuần này tại triển lãm điện tử tiêu dùng, mang đến một phương thức xanh, sạch và hiệu quả hơn cho các công ty giao nhận và hậu cần vận chuyển hàng hóa. Unifor cho biết hợp đồng nếu được thông qua sẽ nâng tổng số vốn đầu tư do liên minh đàm phán lên gần 6 tỷ. Sau các thỏa thuận được phê chuẩn với General Motors, Ford và Fiat Chrysler vào năm 2020, bao gồm sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và Ontario. Thỏa thuận mà Ford đạt được vào tháng 9 bao gồm 1,95 tỷ đô la để đưa sản xuất xe điện chạy bằng pin đến Oakville và một động cơ dẫn xuất mới cho Windsor, và thỏa thuận Fiat Chrysler bao gồm hơn 1,5 tỷ đô la để sản xuất xe plug-in hybrid và xe điện chạy bằng pin. Unifor cho biết vào tháng 11, General Motors đã đồng ý đầu tư 1,3 tỷ đô la để mang lại 1.700 việc làm cho Oshawa, cộng với hơn 109 triệu đô la cho công việc về hộp số xe mới tại nguồn cho Corvette và hỗ trợ tiếp tục sản xuất động cơ V8 V8 ở St. Catharines. Couche-Tard và Carrefour từ bỏ các cuộc đàm phán mua bán. Công ty Alimentation Couche-Tard ở Canada và Carrefour của Pháp đã cắt đứt các cuộc đàm phán về một thỏa thuận sáp nhập trị giá 20 tỷ đô la Mỹ khi đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ Bộ trưởng Tài chính của Pháp về thương vụ này.
quyết định tạm dừng đàm phán được đưa ra sau khi các giám đốc điều hành hàng đầu của Couche-Tard có trụ sở tại Quebec bay đến Paris để đề xuất nhiều cơ hội hấp dẫn cho chính phủ Pháp. Hàng tỷ euro đầu tư vào các cửa hàng của Carrefour, không cắt giảm việc làm trong ít nhất 2 năm và niêm yết cổ phiếu kép ở Pháp và Canada. Nhưng điều đó là không đủ để thuyết phục Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, người giữ vững lập trường của mình, rằng việc tiếp quản sẽ có hại cho Pháp. Nếu được thông qua, việc sáp nhập sẽ tạo ra một tập đoàn bán lẻ lớn, kết hợp mạng lưới 14.200 cửa hàng tiện lợi tập trung vào Bắc Mỹ của Couche-Tard với các hoạt động quy mô lớn ở châu Âu của Carrefour, bao gồm các đại siêu thị và cửa hàng nhỏ hơn. Carrefour có hơn 7.000 cửa hàng tiện lợi và gần như toàn bộ doanh thu từ châu Âu và châu Mỹ Latin. Couche-Tard, nhà bán lẻ lớn nhất Canada, tính theo giá trị thị trường, ngay từ đầu đã phải đối mặt với những trở ngại khi đưa ra lời đề nghị 20 euro mỗi một cổ phiếu. Ông Le Maire báo hiệu rằng ngay cả khi cả hai bên đồng ý với giao dịch, các cơ quan quản lý vẫn có thể chặn nó. Cổ phiếu của Carrefour giảm 2,9% xuống còn 16,61 euro tại Paris vào thứ Sáu, trong khi Couche-Tard tăng 4,8% lên 37,98 đô la ở Toronto. Một người phụ nữ 21 tuổi được tìm thấy đã chết sau khi bị lạc trong lúc đi bộ trên tuyết ở dãy núi North Shore của BC. Một phụ nữ 21 tuổi mất tích hôm thứ Năm sau khi đi trượt tuyết ở dãy núi North Shore của BC đã tử vong. CBC đã xác định cô ấy là Nikki Donnelly ở Ontario dựa trên thông tin được cung cấp bởi các quan chức cứu hộ và các tài khoản mạng xã hội. Donnelly đã đăng một đoạn video ngắn trên Instagram vào chiều thứ Năm về khung cảnh đẹp như tranh vẽ từ trên đỉnh St. Mark's Summit, một địa điểm đi bộ đường dài nổi tiếng ở phía bắc Vancouver. Ngay sau đó, cô đã quay trở lại đường mòn Hoe Sound Crest theo các quan chức của North Shore Rescue. Cô nhanh chóng gọi cho bạn trai của mình ở Toronto để nói với anh ấy rằng cô đã bị lạc và gặp nạn trước khi cuộc gọi bị ngắt. Sự mất tích của người phụ nữ đã khởi đầu cho một cuộc tìm kiếm qua đêm kết thúc với việc các đội cứu hộ phát hiện ra thi thể của cô ấy vào sáng thứ Sáu. Vào khoảng 10 giờ 40 sáng theo giờ địa phương, tại một khu vực thoát nước dốc bên dưới đỉnh núi, đoàn giải cứu đã đưa người phụ nữ trở lại căn cứ cứu hộ của họ bằng máy bay trực thăng, nơi cô được thông báo là đã chết. Chính phủ Canada tiết lộ các ưu tiên nhập cư mới. Nhập cư sẽ vẫn là trung tâm của nền kinh tế và xã hội của Canada. Điều này đã được Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh trong bức thư ủy nhiệm bổ sung mới mà ông cung cấp cho Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino. Thư ủy nhiệm là tài liệu chính sách quan trọng nhất đối với Bộ Di trú của Canada. Thư ủy nhiệm xác định các vấn đề chính như kế hoạch mức độ nhập cư của Canada, chương trình nhập cư mới do IRCC tạo ra và cải thiện thời gian xử lý đơn xin của IRCC. Việc phát hành thư ủy nhiệm được đưa ra ngay sau khi Canada công bố kế hoạch cấp độ nhập cư mới mang tính lịch sử 2021-2023 sẽ nhắm mục tiêu đến hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm, mức cao nhất trong lịch sử của Canada. Thư ủy nhiệm mới bổ sung cho thư mà Thủ tướng Trudeau đã giao cho Bộ trưởng Mendocino vào tháng 12 năm 2019. Các ưu tiên chính được nêu trong thư bao gồm tiếp tục chào đón những người mới đến để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Canada và phục hồi sau COVID bằng cách mở rộng các chương trình thí điểm để chào đón người tị nạn thông qua các dòng nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế, xúc tiến việc đoàn tụ gia đình và làm việc trên các chương trình thí điểm cấp ngành và khu vực. Tiếp tục thực hiện các biện pháp cung cấp con đường cư trú lâu dài cho những người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại viện dưỡng lão, cơ sở y tế hoặc những người đã thực hiện các dịch vụ thiết yếu khác trong đại dịch coronavirus. Tiếp tục hợp tác với các đồng nghiệp trong nội các để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada, sẽ quản lý các cảng nhập cảnh một cách có trách nhiệm và nhân ái. Xác định các con đường thường trú bổ sung cho người lao động nước ngoài tạm thời. Làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm, phát triển lực lượng lao động và hòa nhập người khuyết tật để bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương bởi COVID-19 và bảo đảm người lao động đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Tiếp tục làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada để cung cấp hỗ trợ định cư cho những người mới nhập cư, bao gồm đào tạo tiếng Pháp. Các bạn đừng rời máy nhé! Tiếp theo chương trình sẽ là tin tức Việt Nam nổi bật trong tuần qua do Sammy trình bày.
Mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Và xin hãy giúp chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn chị Hoàng Anh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi bản tin Việt Nam của tuần này. Sau đây là những tin tức chính. Cập nhật tình hình tiêm vaccine đợt 2 ở Việt Nam. Việt Nam lạnh kỷ lục tại miền Nam, miền Bắc nhiều nơi có mưa tuyết. Việt Nam tăng 7 bậc trên bản đồ ung thư thế giới. Hoa Kỳ xem tiền tệ Việt Nam là một cản trở, nhưng chưa có kế hoạch áp dụng thuế trừng phạt. Đầu tiên là một số cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Trong sáng ngày 14 tháng 1, 3 người đầu tiên thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax vào ngày 17 tháng 12 đã được tiến hành tiêm mũi thứ 2 với liều lượng 25 microgram sau 28 ngày theo dõi sức khỏe và không có gì bất thường. Cũng vào cùng ngày, Việt Nam đã tiến hành tiêm liều cao nhất là 75 microgram cho 17 tình nguyện viên. Kết quả của 43 tình nguyện viên tiêm thử các liều 25 microgram, 50 microgram, 75 microgram vẫn ổn định. Có một số phản ứng như đau tại vị trí tiêm hay sốt nhẹ, nhưng hết trong vòng 24 giờ sau khi tiêm. Dự kiến ngày 18 tháng 1, 17 người tiếp theo sẽ được tiêm thử mũi thứ 2 với liều lượng 25 microgram. Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên đã đến nay hoàn thành được 50%. Giai đoạn thứ hai sẽ được thử nghiệm trên 400 tới 600 người và mở rộng tiêu chí cho các tình nguyện viên với mục tiêu nhằm đánh giá tính sinh miễn dịch của vaccine. Giai đoạn 2 sẽ có thêm sự tham gia của Viện Pasteur tại Sài Gòn và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giai đoạn 3 sẽ được thử nghiệm để đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu lực của vaccine. Giai đoạn này sẽ được thực hiện trên quy mô 10.000 cho đến 30.000 tình nguyện viên trong nước và cả tình nguyện viên ở một số quốc gia khác có dịch lây lan ở cộng đồng. Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất, được cấp phép thử nghiệm lâm sàng. Theo đại diện công ty Nanogen là công ty sản xuất vaccine này cho biết, mỗi liều vaccine dự kiến sẽ có giá khoảng 120.000 Việt Nam đồng. Kính thưa quý vị, càng đến Tết Nguyên Đán thì lượng người từ Campuchia trở về Việt Nam ngày càng đông. Như đã đưa tin tuần trước, Việt Nam chính thức cho phép người dân trở về từ Campuchia nhập cảnh bình thường khi có giấy tờ chứng minh như hộ chiếu, passport nhằm giải quyết vấn đề nhập cư trái phép từ những đường tiểu ngạch, tạo điều kiện cho người dân nhập cảnh theo đường chính ngạch và cách ly đầy đủ. Trong vòng chưa đầy 10 ngày đầu năm, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 429 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Mỗi ngày tại cửa khẩu này tiếp nhận từ 30 đến 50 người, có khi lên đến 100 người. Lực lượng biên phòng được huy động tối đa và thành phố Hà Tiên cũng đã cho hoạt động lại các khu cách ly tập trung để đáp ứng đủ chỗ cho những người dân về nước trong thời gian tới. Ngày 15 tháng 1, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng chống dịch, cũng đưa ra thông báo đồng ý không thu phí cách ly đối với người Việt Nam nhập cảnh qua đường bộ, cách ly tập trung ở quân đội. Ngoài ra, đối với những người nhập cảnh từ các quốc gia có biến thể của virus SARS-CoV-2, sẽ phải cách ly tập trung dài hơn 14 ngày để phòng trường hợp lây lan ra cộng đồng. Tính đến ngày 16 tháng 1, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.537 ca mắc COVID-19, hiện đang điều trị cho 119 người. Chuyển sang một thông tin khác liên quan đến lĩnh vực sức khỏe và cuộc sống của người dân. Trong ngày 13 tháng 1 năm 2021, nền nhiệt được ghi nhận tại các tỉnh thành ở Nam Bộ trong khoảng từ 14,4 đến 21,1 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này từ năm 1978 cho đến nay. Trong khi đó, ở miền Bắc, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ ngày 7 tháng 1, nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ C. Ở những vùng cao như Sapa, có thời điểm nhiệt độ rơi xuống dưới 0 độ C và có tuyết rơi.
khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nền nhiệt thấp nhất dao động từ 15 đến 18 độ C. Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ, trời rét về đêm và sáng sớm. Theo Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021 sẽ còn một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến Việt Nam vào ngày 17 và 18 tháng 1. Trong thời gian này, người dân nên có những biện pháp để giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, không đốt than trong phòng kín để sưởi ấm, hạn chế những hoạt động ngoài trời và theo dõi thường xuyên những cập nhật tình hình thời tiết từ các trang thông tin truyền thông. Đột quỵ nghe có vẻ xa vời với những người trẻ tuổi, nhưng trong vòng một tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận từ 30 đến 40 bệnh nhân đột quỵ, trong đó người trẻ từ 18 đến 40 tuổi chiếm 10%. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ người trẻ đột quỵ tăng 2% mỗi năm, trong đó tỷ lệ nam giới cao gấp 4 lần nữ giới. Những biểu hiện gồm đột ngột không nói được, rối loạn ngôn ngữ, mất thị lực một hoặc hai mắt, mắt yếu hoặc liệt nửa cơ thể hoặc có những cơn đau đầu dữ dội. Theo những chuyên gia y tế, giai đoạn vàng để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ là trong vòng 3 đến 4,5 giờ đầu tiên. Khi thấy bệnh nhân có những dấu hiệu như khó nói, khóe miệng sệ xuống, tay buông thõng không thể điều khiển, cần đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Trong vòng 2 năm trở lại đây, Việt Nam tăng 7 bậc trên bản đồ ung thư của thế giới. Hiện tại Việt Nam đang xếp thứ 92 trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng cả về số ca mắc và số người tử vong do ung thư, số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam tăng từ 68.000 ca vào năm 2000 đến 165.000 ca năm 2018, xếp thứ 16 ở khu vực châu Á. Những loại ung thư phổ biến nhất hiện nay là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày. Tiếp theo là một tin tức liên quan đến lĩnh vực kinh tế Việt Nam. Ngày 15 tháng 1, trang Bloomberg cho đăng tải một bài viết liên quan đến việc Hoa Kỳ xem tiền tệ Việt Nam là một cản trở, nhưng chưa có kế hoạch áp dụng thuế trừng phạt. Hoa Kỳ đã cho rằng giao dịch tiền tệ của Việt Nam là không hợp lý và gây cản trở cho những doanh nghiệp của họ, tuy nhiên vẫn chưa áp dụng thuế trừng phạt nào lên hàng hóa của Việt Nam. Quyết định của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ, USTR, là kết quả của cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 10, được thực hiện dựa trên mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974. Cũng với đạo luật này, chính quyền Trump đã dùng để áp dụng hàng tỷ đô la thuế quan lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông Robert E. Lighthizer, Đại diện Thương mại Mỹ, USTR, nói trong thông báo đăng tải trên website ngày 15 tháng 1, các hoạt động chính sách không lành mạnh góp phần vào việc định giá thấp tiền tệ, gây hại cho người lao động và các doanh nghiệp của Hoa Kỳ cần phải được giải quyết. Tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có thể tìm ra các giải pháp giải quyết mối lo ngại của chúng tôi. Cũng trong thông báo này, USTR khẳng định chưa có động thái cụ thể nào liên quan đến những phát hiện của họ về vấn đề tiền tệ đối với Việt Nam và sẽ tiếp tục đánh giá những phương án thích hợp. Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết, quyết định của USTR có ý nghĩa tích cực đối với quan hệ thương mại song phương, môi trường kinh doanh đầu tư ở Việt Nam và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trước đó, ngày 16 tháng 12, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ USTR đã kết luận Việt Nam và Thụy Sĩ là hai quốc gia thao túng tiền tệ lần đầu tiên, trong khi vẫn giữ Trung Quốc trong danh sách những quốc gia cần được xem xét. Kết thúc bản tin Việt Nam tuần này, sau đây là phần tin trào lưu nổi bật trong tuần. Xin chào biên tập viên Tuấn Liêm. Xin chào Sammy và chào quý vị khán giả. Chúc quý vị một cuối tuần ấm áp cùng gia đình. Sau đây là phần tin trào lưu. Mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức sau đây. Khỉ đột bị lây COVID-19 từ người tại Mỹ. Công ty khởi nghiệp Hàn Quốc vừa cho ra mắt chiếc vòng cổ phiên dịch tiếng sủa của chó cưng.
Ngọc Trai, trào lưu trang sức không thể bỏ qua năm 2021. Hình trang bìa của tạp chí Vogue của Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris gây tranh cãi. Sở thú San Diego, bang California vừa ghi nhận một số con khỉ đột bị nhiễm coronavirus. Có thể đây là những trường hợp đầu tiên ghi nhận coronavirus ở loài linh trưởng tại Mỹ và thế giới. Giám đốc điều hành sở thú nói với hãng tin AP rằng có 8 con khỉ sống cùng được cho là mắc bệnh và có ít nhất 2 con có triệu chứng ho và tuần trước. Sức khỏe của những con khỉ đột vẫn ổn định, song chúng được cách ly cùng nhau do tập tính bầy đàn không thể tách rời của chúng. Theo các nhà khoa học, khỉ đột có ADN giống con người đến 98% và sẽ có thêm một số loài linh trưởng khác có thể dễ mắc COVID-19. Thống kê của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF cho biết, số lượng cá thể của những con khỉ đột mắc COVID-19 tại sở thú này trong tự nhiên đã giảm 60% do dịch bệnh và bị săn trộm. Theo yêu cầu của chính quyền bang California, sở thú này đã đóng cửa từ ngày 6 tháng 12 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Pet Plus Lab, một công ty khởi nghiệp Hàn Quốc, vừa cho ra mắt chiếc vòng cổ dành cho cún cưng với chức năng có thể cho chủ biết được rằng liệu chú chó của họ đang vui, đang thư giãn, lo lắng, giận dữ hay là đang buồn. Để làm được điều này thì chiếc vòng cổ này được trang bị bằng chương trình trí tuệ nhân tạo AI. Từ đó thiết bị sẽ ghi nhận và phân tích tiếng sủa của chó. Đây sẽ là thiết bị giúp kết nối người chủ và chú cưng nhiều hơn nữa. Pet Plus Lab đã thu thập và phân tích dữ liệu của hơn 10.000 mẫu tiếng sủa của hơn 50 giống chó khác nhau trong suốt 3 năm. Những tiếng sủa giống nhau sẽ được tập trung lại để lập ra một thuật toán sắp xếp cảm xúc của các chú chó sau tiếng sủa ấy. Đại học Quốc gia Seoul đã thử nghiệm thiết bị này và xác định được những cảm xúc của chó mà chiếc vòng đoán có thể chính xác là khoảng 90%. Những bộ quần áo thoải mái là lựa chọn được đa số khách hàng yêu thích do phải làm việc tại nhà trong thời kỳ COVID-19. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giữ cho mình một ngoại hình xuê xòa, nhất là trong những ngày có cuộc họp trực tuyến thông qua Zoom. Thêm một chút trang sức sẽ giúp tạo điểm nhấn cho những chiếc áo len đơn giản và mềm mại của bạn. Bên cạnh trang sức bằng vàng và đá quý, trang sức ngọc trai được nhiều tạp chí thời trang lớn dự đoán sẽ trở thành xu hướng lớn trong năm 2021. Từ lâu, ngọc trai được mệnh danh là nữ hoàng đá quý. Trước khi công nghệ nuôi cấy ngọc trai được tạo ra vào đầu những năm 1990, ngọc trai tự nhiên rất hiếm và đắt tiền đến mức chúng chỉ dành riêng cho giới quý tộc và những người giàu có. Vào thời kỳ đỉnh cao của đế chế La Mã, khi cơn sốt ngọc trai lên đến đỉnh điểm, nhà sử học Suetonius đã viết rằng tướng quân Vitellius của La Mã đã tài trợ cho toàn bộ chiến dịch quân sự bằng cách chỉ bán một đôi bông tai ngọc trai của mẹ mình. Ngọc trai có giá trị hay chất lượng hay không cần đáp ứng những yếu tố như kích thước, hình dáng, màu sắc, độ nhẵn của bề mặt, chất lượng xà cừ và sự tương thích của các loại hạt trai khi kết hợp với nhau. Ngoài ra, người chơi ngọc cũng để tâm đến độ sáng và ánh từ lớp xà cừ bên ngoài của những viên ngọc trai này. Năm nay, bạn hoàn toàn có thể đầu tư một món trang sức bằng ngọc trai thật bởi chúng sẽ sống mãi với thời gian mà không bị lỗi mốt. Nhưng những món trang sức giả ngọc trai cũng là một lựa chọn phù hợp cho hầu bao của nhiều người. Dù không lấp lánh như kim cương, rực rỡ như đá quý nhiều màu, ngọc trai cùng nét đẹp riêng của nó sẽ giúp người đeo nhìn sang trọng mà không quá cầu kỳ, rất tinh tế và trang nhã. Vừa qua, tạp chí thời trang nổi tiếng của Mỹ là Vogue vừa công bố ảnh bìa cho số tháng 2 năm 2021. Không ai khác chính là Phó Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, bà Kamala Harris. Dư luận Hoa Kỳ đã nổi lên tranh cãi vì tấm hình của bà Kamala Harris mang đôi giày Converse được Vogue chọn làm trang bìa. Nhiều người cho rằng da của bà Harris đã được làm trắng hơn so với thực tế. Điều này thể hiện hành động tẩy trắng và được cho là phân biệt chủng tộc. Bên cạnh đó, theo một nguồn tin, hình ảnh thực chất mà đội ngũ của bà Kamala Harris thực sự chọn là bức ảnh mặc bộ vest màu xanh nhạt của Michael Kors so với bức ảnh sang trọng của bà Hillary Clinton và bà Michelle Obama. Bức ảnh bìa này
được cho là quá bình dân. Chủ biên của Vogue, Anna Wintour, bác bỏ ý kiến cho rằng tạp chí này và đội ngũ của bà Harris đã đi đến thống nhất bìa nhưng lại thay đổi vào phút chót. Không có một thỏa thuận chính thức nào để việc tấm ảnh nào được chọn cho ảnh bìa. Khi hai tấm ảnh được gửi đến Vogue, tất cả chúng tôi đều cảm thấy và tin chắc rằng tấm ảnh chụp bà phó tổng thống đắc cử càng ít trang trọng càng tốt, bởi nó phản ảnh rõ ràng thực tại lúc mà chúng ta đang sống. Trước đó, chủ biên Wintour cũng nói trên chương trình Podcast Suede của New York Times rằng: "Tôi không nghĩ rằng sẽ có người nhìn thấy điều gì khác ngoài sự vui vẻ và tích cực từ tấm ảnh bìa này." Tuần này, bản tin kinh tế trở lại với mối tương quan giữa đại dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới và vấn đề bất bình đẳng kinh tế, tình trạng khẩn cấp ở Nhật Bản, giá cả thực phẩm sau Brexit và xe tải điện giao hàng của GM. Nền kinh tế khỏe mạnh có thể giảm bất bình đẳng, nhưng chỉ ở một mức độ giới hạn. Ngày 10 tháng 1 vừa qua, chuyên mục kinh tế của CNBC đã có bài viết xoay quanh mối tương quan giữa đại dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới và vấn đề bất bình đẳng kinh tế. Đại dịch đã khiến nền kinh tế toàn cầu đi xuống, dấy lên làn sóng thất nghiệp và đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo. Theo Ngân hàng Thế giới, tình trạng nghèo khó cùng cực trên toàn cầu được định nghĩa là khi thu nhập dưới 1,9 đô la Mỹ mỗi ngày sẽ tăng lên lần đầu tiên sau 20 năm. Ông David Wilcox, thành viên cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, PIIE, đã dẫn dữ liệu cho thấy tỷ lệ có việc làm trong nhóm những người lao động thu nhập cao đã quay trở lại mức trước dịch, trong khi với nhóm người làm những công việc có lương thấp, tỷ lệ có việc làm vẫn ở mức thấp hơn gần 20% so với trước dịch. Theo ông, tình trạng bất bình đẳng này sẽ không được cải thiện bởi sự phục hồi về tăng trưởng kinh tế khi vaccine đã được phổ biến rộng rãi. Thay vào đó, sự trở lại của một tình hình kinh tế khỏe mạnh cho tất cả mọi người mới là chìa khóa cho vấn đề này. Tương tự, ông Richard Yesenger, trưởng ban kinh tế của ngân hàng ANZ, nhận định rằng tăng trưởng kinh tế không thể giải quyết sự bất bình đẳng kinh tế vốn đã tồn tại từ lâu, kể cả khi tỷ lệ thất nghiệp thấp. Cách mạng công nghiệp giúp chúng ta giàu có hơn, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng xa hơn. Từ đó, ông Yesenger nhận định, chúng ta phải xem tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng kinh tế là hai vấn đề đang xen, và vấn đề bất bình đẳng sẽ là thử thách lớn nhất về chính sách hậu COVID. Theo ông Wilcox của PIIE, một trong những cách để giúp giải quyết vấn đề này là các nhà nước phải theo kịp các tiến bộ về công nghệ, và từ đó đề ra các chính sách có lợi cho tất cả mọi người một cách công bằng. Các lệnh phong tỏa trong năm 2021 đe dọa làm chậm phục hồi kinh tế toàn cầu vào quý 1. Reuters đưa tin ngày 13 tháng 1 về tình hình nhiều quốc gia vẫn đang phải đặt nhiều lệnh phong tỏa và hạn chế di chuyển, mang đến nguy cơ làm chậm phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong số đó, Trung Quốc phải phong tỏa 4 thành phố, các nước châu Âu thiết chặt hơn các hạn chế di chuyển và giãn cách xã hội, còn Mỹ tái ban bố lệnh buộc ở nhà tại bang California, bang đông dân nhất của nước này. Theo ông Vincent Manuel, Giám đốc đầu tư toàn cầu tại Indo-Suez Wealth Management, một làn sóng bùng dịch COVID mới là rủi ro chính của năm nay. Nếu có thêm một làn sóng dịch mới làm gián đoạn nền kinh tế, không chỉ doanh thu trong quý 1 của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, mà quan trọng hơn nữa, sự phục hồi trong các quý tiếp theo cũng sẽ bị kìm hãm. Tuy nhiên, không phải ai cũng đánh giá mức độ nghiêm trọng của rủi ro này giống nhau. Theo một tổng hợp của Refinitiv dựa trên các chỉ số MSCI, các công ty Mỹ và châu Âu vẫn được dự báo sẽ có tăng trưởng lợi nhuận lần lượt là 20,8% và 38% cho năm 2021. Tuần trước, ông Jonathan Golub, chiến lược gia chính về cổ phiếu cho thị trường Mỹ và trưởng bộ phận nghiên cứu định lượng tại Credit Suisse Securities, cần nâng lên cao hơn dự đoán về giá trị của S&P 500 trong năm 2021, với niềm tin là nhu cầu tiêu dùng không thể bị kìm nén lâu hơn được nữa và triển vọng tích cực về vaccine. Tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản ít tác động đến nền kinh tế. Cùng ngày 13 tháng 1, chuyên mục kinh tế của CNBC lại đưa ra một góc nhìn kinh tế toàn cầu từ phía Nhật Bản khi Thủ tướng Yoshihide Suga đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và ba khu vực khác vào tuần trước. Theo truyền thông địa phương, tình trạng khẩn cấp có thể lan rộng ra 7 quận khác, bao gồm Osaka. Theo các nhà kinh tế,
Tình trạng này không có khả năng gây thiệt hại lớn về kinh tế khi so với đợt dịch trước. Nhà kinh tế học cấp cao của Capital Economics, ông Marcel Tielian trả lời CNBC, các hạn chế rất nhẹ và chủ yếu ảnh hưởng đến việc ăn ngoài và giải trí, vốn chiếm khoảng 3% GDP. Tuy nhiên, ông cho rằng tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài trên toàn quốc và trở nên hà khắc hơn, với các cửa hàng và nhà hàng bị yêu cầu đóng cửa hoàn toàn thay vì giảm công suất. Lúc đó, dự kiến mức tiêu thụ trong quý đầu tiên sẽ giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù ít tác động kinh tế, đợt dịch này lại có thể ảnh hưởng đến cơ hội tái đắc cử của Thủ tướng Suga nếu ông không thể giải quyết tình trạng khẩn cấp nhanh chóng. Hiện nay, theo ông Shigeto Nagai của Oxford Economics, Thủ tướng đang vướng bê bối chính trị và bị chỉ trích thiếu khả năng lãnh đạo trong đại dịch COVID-19. Các nhóm kinh doanh thực phẩm cảnh báo việc Brexit làm tăng chi phí chuỗi cung ứng. Theo BBC News chuyên mục Kinh tế ngày 14 tháng 1, Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống đã cảnh báo Brexit có khả năng làm tăng chi phí chuỗi cung ứng thực phẩm. Chi phí đó có thể được chuyển qua cho người tiêu dùng hoặc được chịu bởi nhà bán lẻ. Ngoài ra, các cơ quan kinh doanh cũng cảnh báo về khả năng tiếp tục thiếu hàng trong các siêu thị ở Bắc Ireland và tăng thêm chi phí cho các nhà sản xuất. Hiện nay, văn phòng nội các cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp để giải quyết về các vấn đề này. Theo ông Ian Wright, giám đốc điều hành Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống, các chi phí ngắn hạn và dài hạn để tái thiết kế chuỗi cung ứng bao gồm thủ tục giấy tờ, cung ứng sản phẩm, cách thức sản xuất. Ông chỉ trích khó khăn về giấy tờ khi xuất khẩu từ Anh sang EU. Bên cạnh đó, các cảng biển cũng đang chịu nhiều áp lực từ hệ thống Brexit mới và cả coronavirus. Kể từ tháng 4, sự gián đoạn một số mặt hàng tại Bắc Ireland có thể tăng đáng kể khi giấy chứng nhận xuất khẩu sẽ hết hiệu lực. Hiện nay, Anh đang được EU gia hạn 3 tháng miễn chứng nhận sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Theo ông Stephen Phipson, giám đốc điều hành của Mac UK, cũng có một số lượng lớn các doanh nghiệp sản xuất nhỏ giao dịch trực tiếp với EU phải chịu thêm chi phí do phát sinh về vấn đề giấy tờ, quy tắc sau Brexit. Cho tới nay, văn phòng nội các đang chuẩn bị các quy tắc và quy trình mới để áp dụng sau giai đoạn chuyển đổi. Về thương mại với Bắc Ireland, một nhóm mới đã được thành lập để phát triển cách luân chuyển hàng hóa phù hợp trong tình hình mới. General Motors thành lập công ty xe tải điện dùng để giao hàng. Trên thương trường xe điện, CNN đã cập nhật động thái mới của General Motors vào ngày 12 tháng 1 về việc ra mắt thương hiệu xe bán tải điện Bright Drop ở Hoa Kỳ và Canada từ năm 2021. Dòng xe này đã được FedEx thử nghiệm và đối tác đầu tiên sẽ là FedEx Express. Bên cạnh chức năng vận chuyển, dòng xe Bright Drop còn có pallet điện chuyển hàng đến tận cửa. Pallet điện được gọi là EP1 sẽ được giao cho FedEx vào đầu năm 2021. Còn dòng xe phục vụ cho FedEx có mã số EV600 sẽ được giao vào cuối năm 2021. Bà Pamela Fletcher, phó chủ tịch GM phụ trách sáng kiến toàn cầu, cho biết các công ty khác đã bày tỏ quan tâm đến các sản phẩm này, nhưng công ty vẫn chưa tiết lộ khách hàng tiềm năng nào. Trong số đối thủ cạnh tranh của GM, có Rivian, đối tác hiện tại của Amazon, Canoo có dòng xe tự lái năm 2019, Arrival được nhận tài trợ của Hyundai. Đây là xu hướng chung nhắm đến nhu cầu giao hàng, vốn được dự đoán sẽ tăng 78% vào năm 2030 theo nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Được biết, chi phí của xe vẫn đang được giữ bí mật. Thử nghiệm của FedEx cho thấy pallet chuyền EP1 giúp tăng 25% lượng hàng được giao. BrightDrop cũng đang nghiên cứu phương tiện giao hàng trong cự ly trung bình để chở nhiều pallet EP1 xung quanh các khu vực kính lớn như khuôn viên hoặc nhà kho lớn. Vàng giảm khi đồng đô la tăng. Giá vàng giảm hơn 1% vào thứ Sáu và kim loại này hướng tới đợt giảm thứ hai liên tiếp trong tuần khi đồng đô la tiếp tục tăng, làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng thỏi như một biện pháp phòng ngừa lạm phát khi Hoa Kỳ tung ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế hơn. Vàng giao ngay giảm 1,1% xuống còn 1.825,41 đô la Mỹ một ounce, trong khi vàng giao sao của Mỹ giảm 1% xuống còn 1.833,3 đô la Mỹ. Chỉ số đô la trên đà tăng giá hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2020 khiến vàng thỏi đắt hơn với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Thị trường vàng bị kẹt giữa việc mua dài hạn do kỳ vọng lạm phát gia tăng với các biện pháp kích thích, nhưng cũng bị bán tháo khi đồng đô la tăng trở lại và mối lo ngại về việc biện pháp nới lỏng định lượng giảm tốc độ thành hiện thực. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden đã phát thảo đề xuất gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ vào thứ Năm. Trong khi vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và giảm giá tiền tệ,
vốn là kết quả của các biện pháp kích thích rộng rãi, thì lợi suất trái phiếu tăng vọt gần đây đã thách thức việc giữ vàng vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời. Trên thị trường tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 16 tháng 1 như sau: 1 đô la Mỹ bằng 23.136 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô la Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 là 1 đô la Canada bằng 18.184,25 đồng Việt Nam. So sánh tỷ giá đô la Canada giữa 12 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, ngày 16 tháng 1, tỷ giá đô la Canada ở chiều mua vào, không có ngân hàng nào tăng giá mua, có 5 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm trước. Trong khi đó, chiều bán ra, không có ngân hàng nào tăng giá bán, có 5 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm trước. Ngày 16 tháng 1, Ngân hàng Công thương Việt Nam mua đô la Canada giá cao nhất là 17.999 đồng Việt Nam cho 1 đô la Canada. Bán đô la Canada thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 18.005 đồng Việt Nam cho 1 đô la Canada. Trong khi đó, theo Bank of Canada, ngày 15 tháng 1, 1 đô la Canada bằng 0,7857 đô la Mỹ. Cảm ơn Quỳnh Giao với bản tin kinh tế trong tuần qua. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý được Culture Magazine tổng hợp lại trong tuần qua. Hoàng Anh cùng ban biên tập xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình với những chia sẻ và ý kiến đóng góp của các bạn. Rất mong được các bạn tiếp tục ủng hộ cho chương trình bằng cách subscribe và chia sẻ video để nhiều bạn được biết thêm tin tức cũng như để giúp chương trình có thể được tiếp tục. Xin chúc các bạn cuối tuần và một tuần mới vui, khỏe, an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.